vẫn đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền linh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây
ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Thank you.
Đức Chúa Giêsu chịu gánh đò ta. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, lớp Cha chỉ thế. Trong giờ âm tử amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội nay và trong giờ âm tử amen.
đã xôn xao trong lòng rồi. Huống chi là quý vị những người thân hôm nay phải lau nước mắt tiễn người thân yêu nhất của mình ra đi. Xin Chúa thương lau sạch nước mắt của chúng ta bằng tình yêu của Chúa. Và để đi lại cùng với bà Maria cuộc đời trần thế của bà, chúng ta cùng nhau cử hành nghi thức đặt biểu tượng đánh dấu từng bước đường đời của bà Maria khi còn ở tại thế này. Biểu tượng Chúa Giêsu phục sinh luôn hiện diện với dân người. Những biểu tượng này nhắc nhở chúng ta về sự kết hợp của bà Maria với Đức Kitô, là được thông phần vào sự chết của Ngài để qua đó được hiệp thông với Ngài trong sự sống vĩnh cửu. Trước hết đó là nên phục sinh. Bà Maria Nguyễn Thị Gái đã lấy nền ánh sáng chúng tôi trong cuộc đời qua phép thánh tẩy. Giờ đây xin Chúa mang bà Maria về nơi đầy ánh sáng và bình an. Áo trắng, màu trắng của tấm khăn này nhắc nhở niềm tin phục sinh của chúng ta. Tấm khăn này bao phủ quan tài là nghi thức hướng chúng ta về chiếc áo trắng người quá cố là bà Maria mặc trong ngày lễ nhận nghi thức rửa tội. Đây là biểu tượng nói đến phẩm giá của con người và nhân cách bình đẳng của hết thảy mọi người trước mặt Thiên Chúa toàn năng nhưng đầy lòng nhân ái và xót thương. Sách lời Chúa. Trong cuộc sống trần gian này, bà Maria Nguyễn Thị Gái đã yêu mến lời Chúa Kitô qua việc đến dân thánh lễ và lắng nghe lời của Ngài. Giờ đây xin Chúa đón nhận bà Maria và tham dự đời vinh phúc trên trời. Thánh giá và Chúa Mân Côn. Bà Maria Nguyễn Thị Gái đã được ghi dấu ấn thập giá ngay khi được lãnh nhận bí tích rửa tội. Và trong cuộc sống, bà Maria Nguyễn Thị Gái đã cùng với mẹ Maria suy niệm về cuộc đời của Chúa Kitô qua trong kinh Mân Côn mỗi ngày. Giờ đây, xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria thánh Mân Côn, Maria được chia sẻ vinh quang với Chúa như lời mẹ hứa. Vòng hoa. Trong cuộc sống, bà Maria Thị Gái đã yêu thương và hy sinh cho gia đình, vợ có chồng con cháu chất. Những việc lành mà làm như những bông hoa đẹp để dâng lên cho Chúa làm vui lòng những người thân. Những cành hoa này là biểu tượng cho hương thơm và lòng hiếu kính của mọi người trong gia đình. Xin cho bà Maria được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy tâm an lòng sám hối. Xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm thiếu sót nơi mỗi người chúng ta, để những lời cầu xin của chúng ta thánh lễ chúng ta dâng được Chúa yêu thương chấp nhận mà sớm đưa vào bà Maria vào cuộc tôn nhan Chúa muôn đời. Tôi cầu nhân cùng Thiên Chúa Thank you.
nay, bà Maria Nguyễn Thị Gái là người tín hữu và là người anh chị em của chúng con đã cùng an dân với Đức Kitô con một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng cho bà Maria được cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho bà Maria được chia sẻ vinh quang với đấng đã từng ngồi trên sông lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta sẽ được biết và phải cái cần phải làm.
thì được sống muôn đời, vì tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Chúa đã nói, ai tin vào con, người con, tức là chính Đức Giê-xu, thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Một hôm trong thời chiến quốc, có người đến dâng cho vua nước Sở một vị thuốc vô cùng quý, gọi là thuốc bất tử. Viên quan canh cửa cho vua chặn lại hỏi, vị thuốc này có ăn được không? Người đưa thuốc dâng cho vua nói, thưa, ăn được. Tức thì viên quan canh cửa giật lấy thang thuốc ấy đã được sắp sẵn, bỏ vào miệng nuốt hết. Câu chuyện được kể đến mách đến cho vị vua, ông tất nhiên đùng đùng nổi giận, đem chặt đầu ngay của vua ra lệnh. Viên quan chặt tay vái lại xin. Ông ấy nghe người đưa thuốc nói là thuốc bất tử lại còn ăn được, nên thật ra thuốc bất tử nghĩa là ăn vào rồi thì không còn có thể chết. Thế mà vừa nuốt khỏi miệng thì thần đã nhận được lệnh chém đầu. Như vậy là thuốc tử, chứ sao lại bảo là thuốc bất tử? Bởi vì uống vào vua đòi cắt cổ. Vua Sở nghe thế lúc bấy giờ mới sực tỉnh lại, thì ra trên đời này chả có cái gì gọi là thuốc bất tử cả. Vâng, thưa anh chị em, trường sinh bất tử là giấc mơ ngàn đời của con người, đặc biệt những người giàu có. Cứ mỗi lần một người thân giã từ cõi thế thì ước mơ được sống mãi càng dày vò dữ dội hơn trong tâm khảm. Các bậc vua chúa khi mà hưởng lợi, hưởng sự giàu sang phú quý, họ lại càng
không muốn chết nhưng muốn sống lâu. Những vị tổng thống làm quan làm tổng thống mãi không muốn xuống, cho tới khi người ta lần ngai vàng mới muốn xuống, bởi vì muốn hưởng lợi và về thế họ nghĩ họ sẽ được sống lâu. Nhưng mà cuộc sống quá vất vả, không đáp ứng được nguyện vọng trường sinh của mình. Vì vậy người ta tìm đủ mọi cách để kéo dài cuộc sống của mình như ý muốn, nhưng nào có ai thành công. Kinh nghiệm hàng ngày cho chúng ta thấy mọi người dù giàu dù nghèo, dù giỏi dù dốt, bất cứ nơi đâu làm bất cứ điều gì thì rồi ra cũng có ngày phải rời bỏ cõi đời này mà về với thế giới bên kia. Vì đây là án lệnh Thiên Chúa đã định cho mọi loài, kể cả loài người cũng không tránh khỏi. Thánh Phaolô cũng triển khai tư tưởng ấy trong thư gửi tín hữu Côrintô. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người đều phải liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống lại. Ý tưởng đó chúng ta nghe lặp lại trong bài tin mừng hôm nay: kẻ nào được Thiên Chúa Cha ban cho ta và nó tin vào ta thì ta sẽ cho nó sống lại vào ngày sau hết. Bà Maria là một trong những số đó. Không ai có thể phủ nhận được cách chết, vì chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người chết trong những hoàn cảnh khác nhau. Người ta cố níu lấy sự sống mà không được vì thần chết. Người ta bảo rằng tất cả mà ông thần đều ngủ, thế nhưng mà ông thần chết không bao giờ ngủ. The dead never sleep. He awakes all times. Nên người ta có người thì chấp nhận cái chết, thế nhưng có người thì chấp nhận cái chết là vì tôi nhận cái này đã từ lâu. Bây giờ nói tới dẫu hơi mau đã không tránh khỏi thì tôi tiếp một cách đau thương nhưng ngẩn ngơ xuất hiện. Khỏe mạnh, người khó nghèo mới đành chịu mấy cụ đủ ăn đủ mặc, chẳng giàu có lắm cũng lo sống quan tài, rồi đồ lưỡi phẩm khi cái chết đến. Người ta chấp nhận dẫu là người công giáo hay không, người là có đạo hay không có đạo, dù giàu hay nghèo, người ta biết chắc đó là một quy luật. Các cụ không phải là những người thiên thần, các cụ vẫn có một niềm tin vào ông trời. Dẫu tin vào một kiếp sau tuy còn mơ hồ, như một nhà văn Việt Nam rất nổi tiếng đã viết trong cuốn sách của ông: con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi nay ở trọ trần ai, trăm năm về chốn xa xôi cõi trời. Con người sinh ra ở đời đã cất tiếng chào đời bằng tiếng khóc, rồi người ta cũng từ biệt cõi đời này cũng chỉ hai tiếng đó mà thôi, khóc lóc. Người ta khóc vì thương tiếc đời, chưa được tận hưởng cuộc đời mà đã phải ra đi bỏ lại tất cả những gì một đời ki có. Khi nào nghe tiếng, nghe khóc oa oa, ấy chính là lúc sinh ra ở đời. Khi ra nghe khóc ai ơi, ấy là chính lúc bỏ đời ra đi. Như vậy thì đời khai mạc bằng tiếng khóc và bề mặt của
bằng tiếng khóc. Có thân là có khổ, có sinh là có tử, đó là ai? Là Thiên Chúa đặt để cho con người. Con người sinh ra để sống, nhưng sống là để sửa soạn cho cái ngày ra đi như bà Maria hôm nay. Mỗi bước về cõi sống là mỗi bước về cõi chết là thế. Người đời thường hay nói khôn cũng chết, già cũng chết, chỉ có biết là sống. Chúng ta có thể hiểu câu này nói khôn theo kiểu người đời lo cho mình, đi tìm mọi thứ thuốc trường sinh bất tử, kể cả như tận thủy hoàng. Thế nhưng ông cũng đi xuống một phần lúc tuổi đời chỉ mới 50 bằng tôi bây giờ. Khi đến trưởng thành, ông lo cho cuộc đời của mình. Thế nhưng mà ông quên mất lo cho cái ngày cuối của cuộc đời. Nhưng mà thưa anh chị em, không phải ông không biết, không phải ông không khôn. Ông đã ra làm cho ông những phần mộ tuyệt vời bí ẩn, và đã ra lệnh như một di chúc chôn hàng ngàn cung nữ theo ông khi ông qua đời. Cả hàng ngàn cung nữ, cả hàng ngàn binh lính, vì tin rằng xưa kia đó có người đã sai lầm, có cung nữ để mà vui mỗi ngày. Dài cũng chết, tức là không tìm hiểu để biết rằng cuộc sống này chỉ là cuộc sống tạm bợ, để chuẩn bị cho cuộc sống thật mai sau miên trường với đấng tạo dựng trời đất. Đã vượt qua cái chết đấng ấy, nay sống năm nay. Vì thế cái dài là nó đúng hơn là không biết tìm đến với đức tin, với bí tích của Chúa, với lời hằng sống của Ngài. Chỉ có biết là sống theo chị em. Và tôi nghĩ người biết hơn cả chúng ta ở đây đó là bà Maria Nguyễn Thị Gái, 84 tuổi đời trần gian tính theo tiếng Việt. Nhận ra Chúa trẻ hơn những người khác khi bà đã là 19 tôi nhiên. Cái ngày ông bà họ hẹn với nhau để rồi cùng ông sống trong cuộc đời cho tới ngày hôm nay, cũng là ngày bà chân thành bước theo chân Chúa. Từ lúc ấy bà mới thực sự biết về Chúa. Tôi nghĩ rằng 19 tuổi cho tới ngày đầu tiên bà sinh ra cuộc đời, bà chưa biết, bởi vì bà chưa biết cho nên bà chưa nhận ra đấng để mình trung thành cả đời đi theo. Biết ý nghĩa của cuộc sống, biết sự hiện diện của bản thân bà ở trần gian này. Sống là sống cho Chúa, chết cũng là chết cho Chúa. Sống một đời gia đình trong đức tin, rồi nuôi dạy con cái trong đường lối mà bà đã biết và tuyên xưng. Với niềm tin như thế, đối với bà Maria, câu hỏi cuộc sống trường sinh có bất tử không đã không còn ý nghĩa, giống như người không còn đức tin. Mà đối với bà hôm nay, bà xác tín cuộc sống là có hậu, có mai sau. Sống không phải chết là kết thúc, mà sống là cho cuộc sống chuẩn bị cho cuộc sống thật mai sau. Chắc chắn dẫu chỉ đâu đến lúc hơi thở thều thào trong nước sinh hoa sân sai, bà vẫn hoàn toàn tin khác và khác với những người khác không có đức tin. Nhưng đối với bà không có cuộc sống trường sinh bất tử ở thế giới này, nhưng lại có cuộc sống trường sinh mãi mãi vĩnh viễn trong cuộc sống mai sau, khi mà người ta dám chấp nhận từ giã đó. Quê hương chúng ta không ở trần gian này, nhưng ở trên trời, lòng chúng ta vẫn hướng về đó, và chúng ta chỉ là khách hành hương lưu lạc trên trần gian. Cho nên hôm nay thưa anh chị em, chúng ta phải nói rằng bà Maria hôm nay khởi sự cuộc hành trình về nhà cha
chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Yeah.
Chúa xin loan thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương thương yêu, chúng con sẽ luôn luôn quan gọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Chúa thương cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loái thương ban cho Hội Thánh cách xin cho tang quyến của bà Maria luôn được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trí muôn đời.
Giêsu con Chúa đã để lại cho chúng con vị tinh thánh thể làm lương thực đi đường. Xin giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người chị em tin hữu của chúng con đây là bà Maria Nguyễn Thị Gái được vào nước Chúa giữ tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chân thành cảm ơn và con xin mời gia đình chúng đồng bài hát. Mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa là Maria Nguyễn Thị Gái.
cái, và cho chúng tôi, những người còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa bên cạnh tôi tới Chúa. Là Maria, chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, của lễ hiện giờ. Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ân, hồng ân thiên chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng
tin Chúa. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, Thiên Chúa. Cuối xin Ngài xót thương chiếu chan hòa anh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin Chúa. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin thương đến lời con kêu khăn vì bao tháng năm.
lãng quên trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần, bao ngày tháng qua nơi lòng thơm. Nhờ thập tự con Chúa đã một lần đóng đinh, xin Thầy xóa hết bao tội tình. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhang. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng đau mong chờ. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhau. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng đau mong chờ. Hỡi mẹ nhân
ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi dời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Hiểu ngọt ngào lời ru, đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi dời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Con mới hiểu mẹ là dòng sông, chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi,
con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Con mới hiểu mẹ là dòng sông, chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Don't cry for me, don't shed a tear, I've been set free, no need to fear. God spoke to me, my time had come, He made a way to bring me home. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I saw the light, I took His hand, we flew on high to the
promised land. My soul lives on in a better place, with all His glory, with all His grace. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. My pain is gone, please understand. My passing was in God's great plan. I'm with you still, each day and night. Just close your eyes, I'll hold you tight. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I'm in your heart, I feel your pain. Don't give up hope, our love remains. I'll wait for you at heaven's door. We'll meet again one day for sure. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. Don't cry for me, I'm well within my soul. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Mặt bụi ngùi từng ngày qua, mọi ngóng tin vui cùng rừng nào lá xác xơ cây. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thank you.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Mặt bụi ngùi từng ngày qua, mỏi ngóng tin vui cùng rừng nào lá xác xơ cây. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.